shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nha. À, cái đậu xanh. Thằng nào kia vậy hả? Ok, dựng bộ keo này. Rồi, có giỏi chú ra ngoài mà bắn anh đi. Ui dồi ôi, thanh niên để coi nào. Đâu rồi em? Cái đậu xanh này, tóc vàng luôn hả em? Rất là chia buồn vì bạn ấy đã lên bảng đếm số rồi nha mọi người ơi. Hello anh em, và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ giới thiệu với anh em một ứng dụng, đó là báo hay 24 giờ nha mọi người ơi. Thì cái app này nó rất là hay luôn nha mọi người, tức là mọi người là có thể là dành cái thời gian rảnh của mình, anh em đọc báo này, xem tin tức này, thì các bạn là có thể là tích lũy điểm và đổi được thẻ cao nha mọi người. Thì ở đây là tất cả những bạn đang xem kênh của mình, không phải là anh em nào cũng đã đi làm rồi, cũng như là anh em có tiền để nạp game, thì đây là một cái app khá là hay, giúp cho mọi người là có thể là có được một cái số tiền nho nhỏ để anh em nạp game, được chưa mọi người? Đây, ứng dụng được đánh giá rất là tốt luôn nha mọi người ơi, thì mình sẽ đánh giá 5 sao cho ứng dụng luôn này. Thì mọi người nhớ vote 5 sao cho ứng dụng nha. Ở đây thì mở ứng dụng ra, ok. Giao diện của nó vô cùng là đơn giản, mọi người sẽ lựa chọn chủ đề mà anh em muốn đọc báo đây. Mình lựa chọn công nghệ này, game này. Ngoài ra thì mình sẽ thêm về phần xe cộ nữa, tại cũng đam mê xe độ mà. Lần đầu tiên khi mà anh em mở cái ứng dụng này ra thì các bạn sẽ nhận được luôn 10.000 đồng mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập bằng số điện thoại nha anh em. Ngoài ra thì anh em là có thể là đăng nhập được bằng Facebook luôn nha mọi người. Ok, mình lựa chọn đăng nhập bằng Facebook này. Nó rất là đơn giản, anh em cấp quyền cho cái ứng dụng là ok này. Tiếp tục nha mọi người. Rồi nha anh em, thì mình đã đăng nhập thành công đây. Đó, nó sẽ có những cái nhiệm vụ này cho mọi người này. Đọc một bài báo này, hoặc là nuôi cây phát tài này, đọc 5 bài báo các kiểu này. Thì mọi người sẽ nhận được thêm xu nha mọi người ơi. Và khi anh em kiếm đủ 100 xu thì các bạn sẽ nhận được thẻ cào 10.000 đồng nhá. Nói chung là cái việc đọc báo này nó cũng khá là đơn giản thôi, không hề khó khăn một xíu nào. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người này. Đấy, đầu tiên là anh em sẽ chọn tin muốn đọc này. Ở đây là ui, NTN Nguyễn Thành Nam mới mua xe gần 13 tỷ à. À đủ chất lượng anh em ạ. Thì mọi người là có thể là vừa đọc báo này, xem tin tức này, thì các bạn sẽ chờ cái khoảng thời gian của nó đây. Thì đây anh em chỉ cần là để ý cái hình hộp quà ở góc bên dưới của video thôi nha mọi người ơi. Thì mọi người chờ đợi cái hộp quà nó chạy hết thời gian thì mọi người sẽ nhấn vào và nhận thưởng luôn nha anh em. Và đây tất nhiên là mọi người chờ thêm một vài giây nữa nha. Đó, anh em tranh thủ thì kéo xuống để đọc comment này. Nhận thưởng này, mình nhận được 1,42 xu nha. Ok, thế thì anh em tranh thủ đọc báo trong cái thời gian rảnh rỗi thì các bạn sẽ rất là nhanh chóng để đổi được thẻ cào luôn nha mọi người ơi. Ok anh em, và đây nó là cái mã giới thiệu của mình nha. Mọi người hãy nhập cái mã này vào. Thế anh em là có thể là nhận được một số điểm tích lũy cũng như là để ủng hộ cho mình, người đã giới thiệu app. Và đây anh em, khi mà anh em đã tích lũy đủ điểm thì các bạn sẽ lựa chọn cái thẻ cào mà anh em muốn đổi này. Ok, mình đổi thẻ Viettel 100k này. Đó, rất là đơn giản luôn nha mọi người. Sắp tới thì sẽ giới thiệu cho anh em nhiều cái app hay ho hơn nữa và let's go. Ok ok. Ngoài trời mình đang mưa anh em ạ, có thể là hơi có tiếng sấm một xíu, mọi người thông cảm nhé. Yes. 2 kill. Ok mọi người này, tranh thủ lượm đồ này. Hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng đó là Famat này với lại một khẩu P90 nhá. Thú thật với anh em là khẩu P90 này thì bắn nó không thể nào ngon được như MP40. Nhưng mà nói chung là chơi game nó vẫn cứ phải gọi là ok mọi người ạ. Rõ ràng là P90 nó là một khẩu súng vô cùng là cơ động. Tức là anh em có súng tiểu liên anh em bắn ở gần khá là ổn này. Nhiều đạn này anh em cân squat tốt này, cũng như là nó có thể trang bị đầu ngắm. Đó, đậu xanh. Từ từ mọi người ơi, đẩy qua luôn thằng này, xanh mộ với mình rồi anh em ạ. À đây, nó đây. Úi dồi sao vậy? Lên trên Hải ơi, cái đậu xanh này mày chạy đi em ơi. Làm sao đấy Hải ơi? Ui dồi ôi em ơi. Ok luôn. Như vậy là mình đã có được kill thứ 3 rồi anh em ơi. Hiện tại thì format mình đang trang bị giảm thanh rồi, nên là bắn nó rất là ok luôn nha mọi người. Anh em cứ hỏi là tại sao mà dạo này anh chơi Sky nhiều thế, thì ok, ngày hôm nay cầm cái khẩu format chơi game cũng được à. Nói chung là nếu mà nói về những cái khẩu súng trường mà mình ưa thích thì có Ska này, Famat này với lại thêm khẩu ra nữa. Ok, trong trận đấu này của chúng ta còn lại 25 người chơi nữa nha mọi người. Từ đầu trận đến giờ mới chỉ có 3 kill thôi. Hơi bị ít phải không nào anh em, thôi thì cố gắng cứ kiếm lấy mười mấy kill top 1 là ok rồi.
À kia rồi. Thằng nào trên này vậy? Ui dồi ôi. Lên bảng đếm số luôn mọi người ạ. Rất là chia buồn với thanh niên này nha. Cơ bản là mình có giảm thanh nên là bạn này không thể nào mà phát hiện được anh em ạ. Ok này. Chỗ này chúng ta... Ui. Ba lô ba anh em ơi. Ngon. Rồi nha. Và tất nhiên là chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng thôi nào anh em ơi. Săn càng nhiều mạng thì càng tốt luôn nhé này. Vẫn thấy cái bộ trang phục chú hề ma mị này nó ngầu. Đây thì cái lúc tôi quay cái bộ trang phục này ở trong cái vòng quay chế tác thì công nhận khá là chát mọi người ơi. 500k mình mới mở được cái bộ trang phục này. Ok anh em đang ở trong UAV. À đây, ui, một đứa ở gần vãi trưởng. Vãi trưởng rồi. À đây, sao tưởng hả? Cái đậu xanh này. Dựng mô keo này xem là ăn anh nổi không em ơi. Cột máu cái đấy anh em ạ. Công nhận là cũng khá là căng thẳng đấy mọi người ơi. À đủ. Ra ngoài đây đi em ơi. Làm sao đấy, từ từ. Sắp chuẩn bị phun máu rồi nha em ơi. Ui đẩy qua cơ ạ. À dựng bóng keo. Chuyên nghiệp thế nhỉ. Ui dồi ôi. Anh dựng bóng keo lại luôn. Sao phải ngại này. Sao phải ngại này. Cái đậu xanh này. Ui cái đậu xanh này. Vừa nhảy vừa bắn à. Lại còn cầm cả MP40 mà không ăn được mình nữa. Thế thì hơi bị kém rồi. Ok đây. Mình đang tranh thủ lượm thêm những cái trang bị nha mọi người. Đây lúc này hiện tại thì mình vẫn đang ung dung đây anh em ạ. Chạy lên trên nào người đâu. Úi dồi, cái gì vậy? Canh gốc cây này em này. Trời ơi, đáng thương chưa. Có ngay được kill thứ 6 rồi nhá mọi người nhá. Đùa, hôm nay chơi game cảm giác easy thế nhỉ mọi người nhỉ. Chạy vào trong cái quầy nào. À, đậu xanh. Bên trên có người anh em ơi. Làm sao đấy, vừa chạy vừa lách luôn này làm sao. Bắn anh đi. À, không thèm bắn luôn cơ. Làm gì vậy? Nó cầm bom keo sẵn anh em ơi. Cầm bom keo sẵn này làm sao đấy. Ui dồi ôi, cầm bom keo sẵn này. Át đủ cái đậu xanh lên bảng chưa em ơi. Ui, ô ra này. Ngon, có luôn chảo chem mông anh em ạ. Đây đây, ok. Chạy lẹ vào trong bo cái đã. Tại vì là bo này thì thu mình thấy là cũng khá là căng rồi anh em ạ. Một giây các bạn sẽ mất 2 máu thì phải này. Lẹ lên nào. Đây. Lúc này thì mình đang an toàn rồi và đang cố gắng kiếm thêm mạng trong cuộc hành trình gọi là 10 kill top 1 này. Đấy. Cái đậu xanh này làm sao đấy, chạy đâu. Ui dồi ôi, mình sẽ chặn đầu nó luôn anh em ạ, cái đậu xanh. Làm sao, tính đua xe với anh à? À nó xuống xe rồi. Trong lều kia hả em, ok ok ok. À thằng bé cũng dựng bông keo lên luôn cơ à, khôn vậy. Ui có xe, đứng tạm đây cái đã, có xe anh em ơi. Xe đang đến rất là gần nhát kia rồi. Sốt răn cơ à, ui dồi ôi, ăn thế nào được MP40 hả em. Ngon lành cành đào luôn, 8 kill rồi các bạn ơi. Thằng bé kiểu cảm giác tự tin cầm súng gun vào định sơ mình cơ. Ui, thằng này. Làm sao đấy em ơi, dựng nhiều bom keo vậy. Ok, lại mất công anh phá bom keo rồi. Dựng lên nữa anh xem nào. Thôi xong. Làm sao đấy em ơi. Một quả lựu vào này, ui, câu hơi ngáo. Sorry mọi người, mình đang câu lựu hơi ngáo rồi. Lại nha anh em ơi. Tầm này là tôi kệ luôn. Ui. Cái đậu xanh đang bảo xế bom keo để ăn nó mà. Đây rồi này, dựng bom keo đi em ơi. Dựng bom keo đi em ơi. Dựng bom keo này, 9 kill rồi nhá. Ok, 5 mạng nữa. Rồi, chuẩn bị lên xe. Lên xe và tiếp tục săn mạng nào. Ê, lộn. Mình muốn lấy con xe mặt chắc cơ. Nhưng mà đây để mình tranh thủ mình loot thêm xíu đồ cái đã. Ui. Ok ok. Lên luôn con monster chat này mọi người. À có xe bên cạnh luôn. Cái đậu xanh làm sao đấy. Làm sao đấy hả mời. Ui ghê vậy. Ui. Không sao. Mình vẫn chưa bị đai anh em ơi. Làm sao bị đai thế nào được. Đây chỗ này có xe ngon này. Con xe thể thao này thì anh em tha hồ mà quẩy luôn anh em ạ. Chạy tốc độ rất là nhanh cũng như là kiểu dáng ngầu nữa. 10 kill rồi. Còn 4 người chạy nữa hả. Ok ok. Ui. Nếu như mà hạ gục được nốt 4 đứa này là có 14 kill luôn cả. Ngon lành. À đù này làm sao đấy. Ui, ngồi đây dình ai vậy. Ngồi đây dình ai vậy. Dình ai vậy em ơi. Trời ơi đáng thương chưa. Ê, bên kia sông. Bên kia sông có nghe một đứa anh em ơi. Bình tĩnh bình tĩnh. Từ từ mình chạy xe lên trên cái đã. À đù có vẻ là hơi bị căng rồi nha anh em ơi. Hơi bị căng đấy nhỉ anh em. Ok ok.
Nó đang ngay bên kia sông thôi mọi người ơi. Có giỏi bơi qua đây đi em ơi. Đây, anh em yên tâm, kiểu gì tí nữa nó cũng phải bơi sông qua đây anh em ạ. Nói chung là nó không thoát được khỏi tay súng của mình đâu. Đây là bây giờ tìm vị trí của ba thằng nữa ở đây. Không có thấy mọi người ạ. Chẳng nhẽ đứng đây chờ nó bơi qua sông hả anh em? À, bơi sông này. Úi dồi, bơi lại à? Đậu xanh thanh niên, kiểu ngây thơ vãi trưởng. Thằng bé đang ở đâu rồi ta? Ơ, chúng nó cũng không thèm sấy xem mình luôn anh em ơi. À đây, ở đây. Úi dồi ôi, làm sao đấy, làm sao đấy em ơi? Chạy đi em ơi. Ok, lên bảng điểm số này, 3 kill rồi. Lên xe và tiếp tục săn mạng. Cuối cùng nào anh em ơi, đây sẽ là cuộc chiến solo 1v1. Nếu như mà ăn được thằng này, mình sẽ có 14 kill luôn. Ui, trên này hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh này, dựng bom keo cẩn thận này. Từ từ thôi bạn ơi. Làm gì phải vội vậy? À đủ. Nó có liệu số này. Căng 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 căng. À liệu choáng thôi. Liệu choáng thì mình không ngại lắm. Mình chỉ ngại liệu đạn thôi mọi người ạ. Ok ok. À có cả liệu đạn cả xuống đây. Thôi xong rồi. Có một chút nha mày. À dựng bom keo à? Căng vậy. Dựng bom keo kìa, căng vậy. Yes. Tuyệt vời. Ok, quẩy nào mọi người, 14 kill tốt một lần nha. Gắt chưa anh em với bộ trang phục hề ma mị này. Cái này thì đã đủ gắt cho mọi người ơi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.